Chính sách thị thực thuận lợi cùng chương trình quảng bá xúc tiến du lịch năm 2024 được đẩy mạnh tại các địa phương đã khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong năm vừa qua. Tính chung trong 7 tháng của năm 2024 đã có khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm Việt Nam, trong đó hơn 70% du khách đến từ châu Á. Điều này cho thấy du lịch Việt đang khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Theo thống kê, trong 10 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm Việt Nam, có 76% du khách đến từ châu Á, đứng đầu là Hàn Quốc và Trung Quốc. Vị trí địa lý gần, điều kiện tự nhiên tuyệt đẹp và có nhiều nét tương đồng về văn hóa là lý do khiến Việt Nam trở thành điểm đến ưa thích của du khách tới từ các quốc gia này. Ngoài ra, Ấn Độ cũng nổi lên như một thị trường đầy tiềm năng đối với ngành du lịch của nước ta. Theo thống kê, du khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng 248% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, các thị trường Đông Nam Á cũng ghi nhận mức tăng trưởng dương ấn tượng. Với hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở nhiều thị trường trọng điểm, cùng với mùa cao điểm du lịch quốc tế sẽ đến trong những tháng cuối năm, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.